Hiệp thứ mấy rồi nhỉ? Không, hiệp thứ mấy? Bắt đầu. Mẹt nữ là alo, Hồng đứng lại sắp băng lưới rồi. Bằng vẫn lên viên đấy. Rồi à, lỗi quá. Rồi có chói mắt mấy đâu nhỉ, bình thường mà. Hô cãi cái này. Mới chút đuổi. Họ bảo là không cho quạt tao lùng lao rồi đấy. Đồ tan luôn cơ mà. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá. Khán giả cổ vũ rất là nhiệt tình luôn. Nhẹ nhàng luôn đó.
Vừa giờ là một pha bóng lỗi các bạn ơi. Đội Bản Lai cũng được dự định là một đội rất là mạnh bóng truyền hơi nam. Dã luôn. Một pha đỡ bóng rất là lỗi các bạn ạ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Đội hình rất là loạn luôn các bạn ạ. Có vẻ như đội bạn bắt đầu nhão ra rồi các bạn. 13-8. Những pha bóng đang thể hiện sự rối rít của đội bạn rồi. Vừa rồi một pha vụt rất mạnh, tuy nhiên là bóng không đi qua lưới được. Rất tiếc pha bóng đã đập ra ngoài. Chạm tay chân. Lúc nãy 13-8 rồi à? 15-16 rồi đấy. 15 rồi. 16 rồi. 16-9 rồi. Tuyệt vời, một pha đỡ bóng rất chi là chuẩn xác. Như vậy là trọng tài đã bắt được lỗi. 18-9 rồi. Rất tiếc, bóng xuống thấp quá. Như vậy là sau mọi sự cố gắng cũng không thể cứu nổi bóng các bạn ạ. Rất tiếc vừa rồi một pha đánh lừa của đội bạn rất là chuẩn xác luôn.
rồi là đã chạm lưới nha các bạn nhé. Một đà pha vụt bóng xuống quá là uy lực luôn. Bao nhiêu ấy? Không biết được. Một pha vụt bóng quá chính xác luôn. Như vậy là tạm thời lại tiếp tục nghiêng về đội Bản Lai rồi. Tuyệt vời, một pha đánh bóng quá chính xác luôn. Trong sân, đây đây, đang quay ở đây rồi còn. Đây là một trận tranh nhất nhì hay nhất giải các bạn nhé, giữa đội tuyển cổ thôn Bản Lai và đội tuyển bóng chuyền của thôn Bắc Hoàng. Pha bóng quá căng luôn. Pha phát bóng quá dài các bạn. Đúng rồi. Bao nhiêu rồi nhỉ? Đang đều hay sao mà? Lỗi quá không kịp. Trận đấu rất hay. Nếu mà pha này mà né được là ra ngoài đấy, bóng ngoài đấy.
trận đấu rất là căng thẳng. Trọng tài bắt rất là chính xác mọi người. Rất tiếc vừa rồi một phá chắn cực đẹp luôn của đội bạn. Bóng rất xin lỗi luôn mọi người. Như vậy là đã được hai bàn lỗi của đội bạn rồi. Khán giả cổ vũ rất là nhiệt tình luôn. Trời nắng quá các bạn ơi. Cá bớ bóng rất là hay. Yeah.
cầu thủ rất là trẻ nhưng mà có những pha bóng rất là đẹp và nguy hiểm luôn. Tuyệt vời, một pha nữa tuyệt vời. Khán giả cổ vũ cho đội rất là nhiệt tình luôn. Thế là đúng rồi thì nó pha vụt. Số lại bắt đầu đều rồi các bạn ạ. Trận đấu rất là hay luôn. Tuyệt vời, một pha bóng quá hiểm luôn. Rất tiếc là bàn vừa rồi không được công nhận do chạm lưới. Chạm lưới. Đội bạn là dẫn mình à? Cân điểm nhau. Vậy như vậy theo mình dự đoán là quả sẽ là cuối cùng rồi. Vẫn là cân điểm. Khán giả thế rồi. Tôi nhiều quá mình mất tự tin mình không nhỉ. Go!
như thế này thì không có được rồi, nó đục rồi, bây giờ nó ấy chỉ hưởng tiền. Bắt đầu có những pha bóng luống cuống rồi. Đây quả rồi. Bây giờ nhỉ? Có đấy. Rồi. Chạm lưới. Bóng ra ngoài. Oh, yeah.
Tuyệt vời. Đây là 89 này là không gì đâu này. Chết tiêu được là chết luôn. Tỷ số bám sát sao? Tuyệt vời.
14 rồi kìa. 14 rồi, 14 rồi. Trận đấu ngang tài ngang sức mọi người. Như vậy là đã 15-14 rồi, đang tỷ số đang nghiêng về đội bóng Hoàng 1-0, một điểm dẫn trước một điểm rồi. Sáu rồi. Mười tám mười bảy rồi á. 18-17 rồi. Tỷ số đang bám nhau rất là sát sao luôn. Số cuối cùng là như nào nhỉ? 19-21 à? Quả chung cuộc giải nhất đã thuộc bóng tiền nam đã thuộc về đội thôn Bóng Hoàng. Bản Lai chấp nhận về nhì.